Chào mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com về chéo đồ gỗ Đức Hiền. Và lúc này tôi đang đứng từ trong cửa hàng, đứng nhìn ra phía sau nhà và có cái hiện tượng kỳ thú là những cái đám mây di chuyển, gió thổi, và tôi sẽ tìm cách là zoom gần lại để quý vị xem. Nó từ từ di chuyển trông rất là vui mắt, lúc nãy còn hình vui mắt hơn cơ. Lúc nãy hình như là những cái chú ngựa với chú gió nó thổi mạnh cho nên là mây nó trôi. Mình đứng mình xem mây trôi rất là khoái. Lúc nãy thì có khách gọi điện thoại tôi không thể quay phim được. Ở dưới đang là cánh đồng đây. Trên là cả một cái trời mây đen xịt rất là sóng mưa to đây. Chúng ta căn cứ là từ cái bóng cây đây để nhìn xem mây nó chuyển như thế nào. Chúng ta nhìn cận cảnh là mây con. Thấy rất là yêu thích, dù là có thể là mưa hay nắng hay là những trận cuồng phong. Đây, nhìn gần lại đây, bây giờ những giọt mưa to đang quật xuống rồi, mình nhìn thấy ở trong. Vào đi vào trong nhà để đóng cái cửa sổ lại, không nó hắt ướt hết. Mà bây giờ tôi lại đi ra để xem tiếp cái trận mưa nó như thế nào. Cái đám mây rất đẹp. Và nó cứ biến hình. Có lúc mình nhập và tách ra trông như là một cái giả tưởng, người ta nói là châu Mỹ là bị qua một lần địa chấn của quả đất và nó bị vỡ ra. Thấy nó gần giống cái đuôi châu Mỹ. Mưa xối xả rồi, tôi tạm biệt quý vị tại đây.